Đây là suối suối chảy nha, suối Quýt nha. Ở trong hàng rào mà quay ra. Rất là đẹp. Đang làm cái chòi để bắt cầu để mình bước ra suối mình tắm ha. Sẽ phá cái chỗ cái hàng rào này làm cái cầu bước ra suối tắm. Đây chòi đang làm. Và bên đây có hồ câu cá. Đây có rất là nhiều trái cây dừa. Đó có một cái chòi dưới kia nữa để khách đến ngồi nghỉ ngơi ăn uống thư giãn ha. Đây là dừa rất là nhiều. Đây cá, đây cá nuôi nhiều lắm nha. Xuống là câu là nhậu vô tư luôn. Phim. Em có cho cách chụp bàn đó nha, chụp bàn đó. iPhone nó có đó. Cây ăn trái rất là nhiều ha. Đây dừa, bên đây cũng có một cây dừa nữa, trái quá trời trái luôn. Rồi bưởi. Bưởi. Đây có hai ba cây bưởi trái nhiều lắm, hiện tại đang trồng mít. Bưởi đây trái nhiều nha. Đây chuối, rồi đó phía xa là đang trồng mít rất là nhiều. Đây, xoài. Và có một cái căn nhà nhỏ nhỏ để cho nghỉ ngơi. Đó, cái gần đất là nằm ở tuốt hàng xa chỗ hàng rào. Đây chiến lợi phẩm hôm nay đi xuống hái về nè. Đây khu bên đây là trồng mít dừa, mít cũng mới trồng luôn và dừa. Xe thì vô tới cổng nhà luôn ha, tới đất luôn, ngay cổng luôn. Có một cây mít lớn đã trồng trước, còn những cây mít nhỏ thì đang trồng xuống rồi. Để quay toàn cảnh từ ngoài cổng nhìn vào farm suối Quýt. Đó, có một căn nhà nhỏ nhỏ để có thể nghỉ ngơi. Điện nước có đầy đủ. Xung quanh là trồng rất là nhiều cây ăn trái. Và có hai chòi để ngồi nghỉ và ăn uống, tắm rửa cho các bé xuống suối bơi. Ok nha các bạn.